Rồi, xin chào anh em. Thì tiếp tục em xin test con lọc xì Technic SH-GE70 gửi cho bác khách ở Hà Nội nha. Con này thì bác khách có mua hộp con trước thì con này về bác khách báo trước thì con này về bác khách đặt luôn. Thì hôm nay thủ tục về là em test ha, để gửi con máy còn rất đẹp anh em nha, còn rất đẹp luôn. Anh em nha, rất đẹp luôn. Thì nó cũng như con trước thôi, em cũng chỉnh nhanh lẹ để hướng dẫn nha. Thì chế độ đầu vào thì nó có hai chế độ nha, chúng ta nhấn ra là chọn cổng like và nhấn vào là chọn cổng tab, à nó vậy thôi. À, đây là EW red ha, red nghĩa là chúng ta nhấn cho tín hiệu ra ra được cổng thu hay không thôi. Đây EW on off này, đây là chế độ EW linear này đó. À, chúng ta xem nha, ba này, ba là nó nhúng vậy nè, còn đo là nó vậy nè. À, em thích thì ba và nhấn cho bit horn nghĩa là giữ lại cái nút trên nó rớt xuống ha, rất là đẹp, em thích kiểu này đó. À, chỉnh cho một cần thì chúng ta chỉ được hai cần này, chúng ta làm thôi, rất là đơn giản đây nè, em thấy không, bấm lên xuống là lên hai cần ha. Đấy. Rồi em mở lớn một tí nhá để test cái nó qua lọc xì hay là không qua lọc xì cho anh em nghe nó khác biệt, và muốn để được khác biệt hay không chúng ta nên đeo tai phone thì mới nghe được nhá. Đó là bỏ lọc anh em nha, anh nghe tiếng bass chép nó yếu đi ha, đeo tai phone mới nghe được anh em. Đây em mở lên đèn nhảy nha. Quảng cáo ha. YouTube có quảng cáo suốt rồi nè.
rồi, thì với con lọc xì Technic XHGE70 thì nó có chim view đây thôi anh em nhé. Và em cũng test để trước khi gửi cho bác khách nha. Tới đây thì em xin kết thúc clip nha. Xin cảm ơn em rất nhiều ạ.